Đây anh em nhé, đây là nội thất của con B3 WZ212 anh em nhé. Đây cái dòng này. Thì nhìn về phần nội thất này thì anh em sẽ thấy ngay được thì hàng xịn nó hoàn toàn khác biệt anh em nhé. Đây, ví dụ anh em mở cái loa ra thì sẽ thấy một con ốc, ốc chép nhá. Đây em bạn cho anh em xem này. Đấy. Thì khi ốc mà nó vặn vào ấy thì nó chìm luôn vào trong, anh em hiểu không? Nó không nổi lên, nó không nổi lên như này anh em nhé. Đấy. Nó không nổi lên như kiểu đấy. Nó không như này đâu anh em nhá. Nó gần chìm gần như là gần phẳng luôn đấy. Đấy anh em thấy chưa? Đây là ốc của bọn chép này. Đấy. Đấy. Cái thứ nhất anh em nhá. Đây anh em phân biệt nó dễ này. Đấy, tem rốt đầy đủ này, có số mã vạch ở trên cái tư này anh em nhá. Số seri này, em nhìn thấy không? Đấy. Được chưa? Tem này thì con China cũng có cái tem này, nhưng mà tem này thì nó xịn hơn. Anh em nhìn kỹ sẽ thấy được. Quan trọng là cái xương này, cái xương bát này. Anh em nhìn cái xương bát nó nhăn nhăn lên không? À, nó sơn lên như kiểu là da cá vậy anh em nhá. Gân đen da cá này. Kèn này. Đấy. Đây. Yeah. Có tem rốt xanh luôn ở trên kèn này. Đấy. Tem QC này. À, đầy đủ hết anh em nhá. Có seri luôn ở trên cái chép này luôn. Tháo cho anh em xem này. Đây, CD đây, mã vạch đây anh em nhé. Đây là dòng loa xịn. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, bên trong này. Trong cái dây này thì nó bọc thêm một cái lớp nỉ. Đấy, cái lớp bông như thế này anh em này. Lớp nỉ này, bông đen anh em nhé. Bông đen thì tinh này, rất là dày. Nhìn quả phân tần này. Trên cái phân tần cũng có một cái tem rốt. Tem rốt xanh này. Nó dập seri, nó dán một cái seri màu trắng. Đấy. Anh em nhìn thấy một dãy số nha. Đấy, VWZ212. Đấy, tiếp theo là một loạt dãy số luôn. Đấy. Đây cái dây cắn lên bát thì nó cũng có một cái mút nó bọc này. Đấy. Em tháo cái bát ra cho xem. Rồi. Điều đặc biệt nữa là khi cái bát xịn ấy, thì anh em đang nhìn này. Tất cả keo chỉ đều nguyên bản nhá. Đấy. Cái lớp gân mà để nó đi gân dưỡng ấy thì hãng người ta đi dày nó khoảng 2 ly cơ. Tính từ cái mép này em nhá. Tính từ cái mép nhăn này lên đây, lên chỗ đây này. Có nghĩa là tính từ cái mép viền vàng này nó lên viền đen là khoảng 1 ly. Đấy, hàng xịn bao giờ nó đi như thế anh em nhá. Đối với cái mã này. Đấy. Được chưa? Đấy, zin nguyên bản luôn này, em nhìn côn từ này. Đấy. Được chưa? Đẹp long lanh luôn. Và trên cái mép mát này thì có một lớp này, một lớp cái giấy này. Đấy, cái giấy này để cho nó đè lên cái vành này. Đấy, khi mà anh em viết con ốc vào nó khít luôn, nó không có độ hở anh em nhé. Trên cái miệng kép này, kèn này nó thế này. Đây chính là cái việc này anh em thấy không? Đây này. Đấy. Và trên cái thùng này nó có luôn. Đấy. Một loạt này. Đây, đây là cái ke giấy này. Đấy, thấy chưa? Đây, viền này. Cái viền này để mình lắp căng nhá. À, bốn cạnh của thùng loa này. À, từng chi tiết luôn nhá. Quay kỹ này cho anh em có thể phân biệt được là giữa hàng nhái và hàng xịn nó khác nhau cái gì. À, bông nó dày chưa này. Anh em nhìn thấy chưa? Bông nó dày phải 3 phân. Đấy, thùng này. Rất là chắc chắn nhá, phân tần này. Con này thì B3 thì phân tần nó khủng lắm anh em nhá. Rất là chất. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy. Ok góc này. Một ke góc này, đây góc này. 2 này, 3 này. Đấy, ok góc đủ hết nhá. 4 này. Đấy, được chưa? Đây ke góc này. Đấy. Rất là chất luôn. Đó là nội thất bên trong. Anh em dễ nhìn nhất. Đấy. Còn về phần bên ngoài nên anh em tháo cái căng ra thì nhìn thấy cái gân này này. Cái gân này nó màu hơi ngả sang màu đỏ anh em nhá. Hơi ngả sang màu đỏ. Đấy, còn cái gân mà nếu mà nó là hàng mới hoặc là hàng gióng dựng ấy, thì nó sẽ có cái màu vàng. Màu vàng tươi anh em nhé. Con này nó ngả sang màu đỏ, đỏ thẫm này. Gân vàng nhưng mà nó màu hơi tối màu. Đấy. Nếu anh em không cần tháo anh em nhìn nữa anh em cũng biết được. Đấy. Anh em nhìn cái thùng loa này. Và cực kỳ chi tiết và sắc nét nhé. Đấy, ok. Bây giờ em sẽ đánh thử cho các vị bạn cùng xem.